chương trước chúng ta đã biết đến một kiểu người quyến rũ là mỹ nhân tiếp theo chúng ta sẽ đến với kiểu người quyến rũ tên là kẻ ăn chơi phóng đảng mời các bạn cùng lắng nghe và mình là ánh nguyệt kẻ ăn chơi phóng đảng phụ nữ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cảm giác được người khác thèm khát và khen ngợi họ muốn được quan tâm chú ý nhưng đàn ông thường lại quá thờ ơ và lãnh đạm kẻ ăn chơi phóng đảng chính là hình ảnh tuyệt vời trong trí tưởng tượng của người phụ nữ vì khi anh ta muốn một người phụ nữ nào đó cho dù trong giây lát ngắn ngủi anh ta vẫn sẽ đi đến cùng trời cuối đất để tìm ra nàng có thể là anh ta không chung thủy bất lương và bất chấp đạo đức nhưng những đặc điểm ấy chỉ càng tô điểm thêm cho nét quyến rũ của anh ta không giống như bao gã đàn ông thường tình và thận trọng khác kẻ ăn chơi phóng đảng có năng lực quyến rũ vô tận là nô lệ cho tình yêu đối với đàn bà thêm vào đó có một điều càng làm tăng thêm cho sự quyến rũ nổi tiếng của anh ta có quá nhiều phụ nữ không thể cưỡng lại mê lực của anh ta và điều đó có nguyên nhân của nó điểm yếu của người phụ nữ là thích nghe lời ngon ngọt và kẻ ăn chơi phóng đảng chính là thiên tài trong việc sử dụng ngôn từ đầy sức quyến rũ. Anh ta khơi dậy những nỗi khát khao bị đè nén trong lòng người phụ nữ bằng cách gieo vào lòng họ cảm giác đang xen giữa sự nguy hiểm và niềm thích thú của chính mình. Kẻ ăn chơi phóng đảng nồng nhiệt vương triều của vua Louis 14 vào những ngày tháng cuối đời thật ảm đạm. Tuổi già nua đã biến vị vua thành một kẻ sùng đạo cuồng tín và một ông già lẫm cẩm khó ưa. Cả triều đình trở nên chán nản và tuyệt vọng vì không có gì mới mẻ vì vậy vào năm 1710, sự xuất hiện của một chàng trai 15 tuổi vừa rất đẹp trai vừa đầy sức quyến rũ đã có tác động kỳ diệu lên giới nữ quý tộc. Tên của anh ta là sắc sau này chính là công tước Richard Liu. sắc rất trân tráo và hóm hỉnh, các quý bà chơi đùa với anh ta như một món đồ chơi, nhưng anh ta thì đáp trả lại bằng những nụ hôn ngọt ngào và sự khám phá trên thân thể của các quý bà bằng đôi tay non nớt của một cậu bé thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi đôi tay của anh ta sờ soạng lung tung trong váy của một nữ công tước khó tính, nhà vua đã giận điên người và ra lệnh tống giam anh ta vào ngục Bastille để dạy cho anh ta một bài học. Tuy nhiên, vì các quý bà đã quá yêu thích chàng trai này nên không thể chịu được sự vắng bóng của anh ta. So với những kẻ vụng về khác trong triều, anh ta chính là một kẻ mặt dạng mày dày đến khó tin với đôi mắt tẻ nhạt và đôi tay nhanh như chớp không gì có thể ngăn cản được anh ta và không ai cưỡng nổi sự mới mẻ toát lên từ con người anh ta các quý bà trong triều đã cầu xin cho anh ta vì vậy thời hạn ở trong ngục ba steel của anh ta được rút ngắn lại vài năm sau đó trong lúc tiểu thư trẻ je valois đang đi dạo trong công viên paris với nhũ mẫu của mình đó là một người phụ nữ đứng tuổi chẳng bao giờ rời cô nửa bước cha của je valois công tước de Auckland, quyết tâm phải bảo vệ người con gái út của ngài khỏi những kẻ dụ dỗ trong triều cho đến khi nào cô kết hôn. Vì vậy ngài đã trói buộc cô với người nhũ mẫu này một người phụ nữ chanh chua đanh đá nhưng vô cùng đức hạnh và đoan chính. Tuy nhiên, trong công viên, Jeva Lois nhìn thấy một chàng trai trẻ người có ánh mắt như hút hồn cô, làm tâm can cô nóng rang như lửa đốt. Anh ta bước ngang qua với ánh mắt sáng rạng rỡ và nồng nhiệt, chính nhũ mẫu đã nói cho cô biết tên của anh ta, bây giờ anh ta là công tước Richard Lưu nổi tiếng đồi bại. Một kẻ ăn nói bán bổ, một kẻ chuyên dụ dỗ quyến rũ đàn bà và là kẻ chuyên mang đến đau khổ cho người khác. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tránh xa gã đó ra. Vài ngày sau đó, khi người nhũ mẫu lại đưa tiểu thư Ye đến một công viên khác thì lạ thay Richard Lưu lại đi ngang qua công viên đó. Lần này, anh ta ngụy trang bằng cách ăn mặc như một gã ăn mày, nhưng ánh mắt sao xuyến của anh ta thì không thể nào quên được. Tiểu thư Yeva đáp trả lại ánh mắt đắm đuối của anh ta, cuối cùng cũng có điều gì đó thú vị xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của cô ta. Do bởi sự nghiêm khắc của người cha, nên chẳng gã đàn ông nào dám bén mãn tới gần cô. Và giờ đây chính gã đàn ông chuyên ve vãn quyến rũ khét tiếng này đang theo đuổi cô, bỏ mặt tất cả những quý bà khác trong triều. Thật đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, anh ta nhờ người mang lén những bức thư nắng nót gửi đến cô để diễn tả nỗi khao khát khủng khiếp được sở hữu cô. Cô ta đáp trả lại dè dặt, nhưng chẳng bao lâu sau, chính những bức thư tình đã đem lại sức sống cho cuộc đời cô ta. Trong một bức thư, anh ta hứa hẹn sẽ sắp xếp mọi thứ nếu cô đồng ý trải qua một đêm với anh ta. Đúng là một lời đề nghị khó có thể được chấp nhận, thế nhưng cô đã không chút phiền lòng khi tiếp tục cuộc chơi và chấp nhận lời cầu hôn táo bạo của anh ta. Tiểu thư Jeva Lois có một nàng hầu tên là Angelic người có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ cho cô và thường ngủ ở phòng bên cạnh. Một đêm nọ, khi người nhũ mẫu đang đang áo, Jeva Lois đang đọc sách, bỗng cô ngước mắt nhìn Angelic đang mang quần áo ngủ đến phòng cô. Nhưng có gì đó kỳ lạ khi Angelic quay lại nhìn cô và mỉm cười thì ra đó là Richard Lưu cải trang khéo léo như một nàng hầu. Jeva Lois gần như há hốc miệng vì kinh sợ, nhưng liền sau đó trấn tĩnh lại, cô chợt nhận ra mình đang kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cô nói chuyện này ra, gia đình cô sẽ phát hiện ra những lá thư tình và vai trò của cô trong chuyện tình ái này. Cô có thể làm gì bây giờ? Cô quyết định đi về phòng và nói chuyện với chàng công tước trẻ về thủ đoạn nguy hiểm đầy lố bịch của anh ta. Cô nói lời chúc nhũ mẫu ngủ ngon. Nhưng ngay khi cô ở trong phòng ngủ của riêng mình, những lời nói của cô cũng trở nên vô dụng. Khi cô cố sức tranh luận với Richard Liu, anh ta bèn đáp lại bằng ánh mắt đầy đắm đuối và sau đó bằng vòng tay âu yếm cô không thể kêu la nhưng giờ đây cô không chắc về những gì phải làm những lời nói nồng ấm sự vuốt ve âu yếm của anh ta và mối nguy hiểm của tất cả những gì đang diễn ra đầu óc cô quay cuồng và cô không thể kiềm chế bản thân mình đức hạnh và cảm giác chán chường trước kia không có ý nghĩa gì so với một buổi tối ở cùng kẻ phong lưu khét tiếng nhất trong triều vì vậy trong lúc người nhũ mẫu mãi chăm chú đang áo thi vị công tước bắt đầu đưa tiểu thư trẻ tuổi tiến hành nghi thức của sự dâm đảng. Nhiều tháng sau, cha của Jeanne Valois bắt đầu nghi ngờ rằng Richard Liu đã phá thủng hàng rào bảo vệ của ông. Người nhũ mẫu bị đuổi việc và sự đề phòng được tăng thêm gấp bội. Công tước không nhận ra rằng đối với Richard Liu, những biện pháp ấy chẳng qua chỉ là một sự thách thức và anh ta sống là để đối đầu với những thách thức. Anh ta mua căn nhà bên cạnh dưới một cái tên giả và bí mật đào một đường hầm có cửa lật xuyên qua bức tường cạnh tủ chén trong bếp nhà vị công tước nọ. Vài tháng sau đó, đây chính là nơi Ye Lois và Richard Liu đã tận hưởng những cuộc hẹn hò bất tận mãi cho đến khi sự mới lạ từ từ phai nhạt. Mọi người ở Paris đều biết đến những chiến tích của Richard Liu vì anh ta cố gắng công khai trước công chúng càng ầm ĩ càng tốt. Mỗi tuần sẽ có một câu chuyện mới lan truyền khắp triều đình, một ông chồng nhốt vợ trong phòng trên lầu vào ban đêm vì đã lo lắng rằng Richard lưu theo đuổi vợ mình để đến được với người vợ ấy vì công tước trẻ tuổi đã bất chấp bóng tối, trường dọc theo một tấm ván treo lơ lửng giữa hai cánh cửa sổ trên lầu. Hai người đàn bà sống chung trong một căn nhà, một người là quá phụ, người kia đã lập gia đình và rất ngoan đạo. đã khám phá ra một sự thật ghê tởm rằng gã công tước trẻ kia đang quan hệ yêu đương với cả hai người họ cùng một lúc chia tay với người này vào giữa đêm khuya để đến với người kia khi họ chạm trán với anh ta gã công tước luôn rình mò tìm kiếm sự mới lạ và kẻ ba hoa đầy quỷ kế này không một lời xin lỗi cũng không bỏ chạy mà tiếp tục tán tỉnh họ trong câu chuyện tình tay ba đùa giỡn trên lòng kiêu căng tự phụ bị tổn thương của hai người đàn bà những người không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng anh ta đang thích người kia hơn năm tháng trôi qua người ta cứ truyền miệng nhau những câu chuyện về năng lực quyến rũ xuất chúng của anh người phụ nữ này ngưỡng mộ tính táo bạo và sự gan dạ của anh người phụ nữ khác lại tôn sùng sự ga lăng của anh ta trước rào cản quyết liệt của người chồng các quý bà tranh giành nhau để được anh ta để mắt tới nếu như anh ta không muốn quyến rũ bạn nghĩa là bạn có vấn đề gì đó muốn trở thành tiêu điểm trong mắt anh ta phải trở thành một hình tượng tuyệt vời trong trí tưởng tượng của anh tại cùng một thời điểm hai người phụ nữ đã quyết chiến bằng một cuộc đọ súng để giành được vị công tước trẻ và một trong hai người họ ác sẽ có người bị thương nghiêm trọng. Nữ công tước de tình địch quyết liệt nhất của Richard Liu, từng viết, nếu tôi tin tưởng vào ma thuật, tôi sẽ cho rằng chàng công tước này sở hữu vài điều bí ẩn siêu nhiên. Vì tôi chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại mê lực của anh ta dù là sự kháng cự yếu ớt nhất. Trong năng lực quyến rũ thường tiềm ẩn tình huống tiến thoái lưỡng nan Để quyến rũ, bạn cần sắp đặt kế hoạch và tính toán, nhưng nếu nạn nhân của bạn hoài nghi rằng bạn có những động cơ bí ẩn, cô ấy sẽ phát sinh những hành động đề phòng. Hơn thế, nếu bạn dường như luôn kiềm chế, bạn sẽ dấy lên nỗi sợ hãi thay vì sự khao khát. Kẻ ăn chơi phóng đảng nồng nhiệt giải quyết tình huống tiến thoái lưỡng nan này bằng cách thức tài tình và khéo léo nhất. Dĩ nhiên anh ta phải tính toán và lập kế hoạch anh ta phải tìm ra một chiêu để có thể né những ông chồng ghen tuông hoặc bất kỳ chương ngại vật nào đó là một công việc đầy khổ ải. Nhưng theo bản năng, kẻ ăn chơi phóng đảng nồng nhiệt cũng có ưu thế về dục vọng không kiểm soát được. Khi anh ta theo đuổi một người phụ nữ, toàn thân anh ta thật sự cháy bỏng với niềm khao khát, nạn nhân cảm nhận được điều này và cảm thấy vô cùng cảm động. Làm sao một người đàn bà có thể tưởng tượng ra rằng anh ta là một kẻ dụ dỗ vô tâm, người có thể ruồng bỏ cô khi mà anh ta đã bất chấp bao hiểm nguy và trở ngại để có được cô? và thậm chí nếu như cô ta có biết được quá khứ phong lưu phóng đảng hay biết về sự bất chấp luân thường đạo lý của anh ta thì cũng chẳng sao vì đồng thời cô cũng sẽ nhìn thấy khuyết điểm của anh ta anh ta không thể tự chủ anh ta thực sự là một nô lệ tình ái cho tất cả phụ nữ chính vì thế mà anh ta không gây ra cảm giác sợ hãi những kẻ ăn chơi phóng đảng nồng nhiệt dạy cho chúng ta một bài học đơn giản niềm khao khát mãnh liệt có khả năng khiến tâm trí người phụ nữ rối bời cũng y hệt như thân hình của mỹ nhân ngư có thể tác động lên người đàn ông một người phụ nữ thường đề phòng và có khả năng cảm nhận được đâu là sự chân thành và đâu là sự tính toán có chủ tâm nhưng nếu người phụ nữ cảm thấy bị thiêu cháy bởi ánh mắt của bạn và tin chắc rằng bạn sẽ bất chấp mọi thứ vì cô ấy khi ấy cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến những thứ khác về bạn hoặc sẽ tìm cách để bao biện và tha thứ cho sự vô ý bất cẩn của bạn đây chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một kẻ quyến rũ mấu chốt là ở chỗ đừng tỏ ra lưỡng lự, hãy xóa bỏ mọi rào cản, hãy thả lỏng bản. Thân, hãy chứng tỏ rằng bạn không thể kiểm soát nổi chính mình và về cơ bản là yếu ớt. Đừng lo lắng về sự hoài nghi, bởi ngay khi bạn đã là nô lệ trong sự lôi cuốn của cô ta thì cô ta sẽ chẳng nghĩ gì đến hậu quả về sau. Kẻ ăn chơi phóng đảng xuất quỷ nhập thần Vào đầu những năm thập niên 1980, những thành viên của xã hội thượng lưu la mã bắt đầu bàn tán về một ký giả trẻ đột nhiên xuất hiện một người tên gabriel de anuncio nào đó điều này thật sự rất kỳ lạ vì hoàng tộc ý thường tỏ vẻ khinh thường nhất đối với những ai không thuộc giới quý tộc của họ và tất nhiên gồm cả một phóng viên báo chí gần như hạ đẳng như anh ta thật sự những người đàn ông quý tộc đã bắt đầu chú ý đến de anuncio anh chẳng có tiền và mối quan hệ xã hội cũng không rộng rãi xuất thân từ một gia đình trung lưu gia giáo. Ngoài ra, đối với họ, anh ta hết sức xấu xí với thân hình luồn tịt và chắc nịch, làn da sẫm màu trông bẩn bẩn và đôi mắt lồi. Đàn ông cho rằng anh ta quá xấu, không có nét gì hấp dẫn vì thế họ mặc sức để cho anh ta lân la với vợ con của mình bởi họ tin chắc rằng vợ và con gái của họ sẽ an toàn trước gã đàn ông xấu xí này. Họ vui vẻ buông thả cho kẻ chuyên khơi nguồn cho những câu chuyện tầm phào này vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Không, không phải là đàn ông bàn tán về de Anuncio mà chính là vợ của họ được chính chồng của mình giới thiệu với de Anuncio những nữ công tước và hầu tước cảm thấy chính họ đang chơi trò tiêu khiển với chính gã đàn ông trông có vẻ kỳ lạ này tuy nhiên khi chỉ có một mình anh ta với họ thái độ của anh ta sẽ thay đổi ngay lập tức chỉ trong chốc lát những quý bà này sẽ bị mê hoặc đầu tiên anh ta sẽ nói những lời ngọt ngào nhất mà họ từng nghe mỗi từ được thốt ra êm ái và từ tốn bằng nhịp điệu lưu loát và du dương. Một phụ nữ nào đó đã ví giọng nói anh ta như tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ xa. Những phụ nữ khác lại cho rằng giọng nói của anh ta có khả năng thôi miên. Những lời anh ta thốt ra cũng rất thú vị từ lấy, cùng từ bóng bẩy, hình ảnh thi vị và cách anh ta khen sẽ làm mũi lòng bao người phụ nữ. De Anundio rất lão luyện về nghệ thuật khen ngợi, dường như anh ta nắm bắt được nhược điểm của mỗi người phụ nữ. Anh ta sẽ gọi người phụ nữ này là nữ thần thiên nhiên, có khi lại gọi một người khác là nghệ sĩ trang điểm độc nhất vô nhị, đôi lúc lại ca ngợi một phụ nữ khác là lãng mạn tựa như một nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết. Trái tim của người phụ nữ sẽ rung động, sao xuyến mỗi khi anh ta bày tỏ về sự tác động của người đó lên anh ta. Mọi lời nói của anh ta đều khơi gợi, ám chỉ bóng gió đến dục vọng hoặc tình cảm lãng mạn. Và rồi đêm đó, người phụ nữ sẽ thao thức trầm tư suy nghĩ về những lời anh ta nói. Đặc biệt họ ít khi nào nhớ lại anh ta đã nói cái gì bởi vì anh ta chẳng bao giờ nói cái gì cụ thể cả. Họ chỉ nhớ lại cảm giác mà anh ta đã dấy lên trong lòng cô ta. Vào ngày tiếp theo đó, cô ta sẽ nhận được một bài thơ mà dường như đã được viết một cách đặc biệt để chỉ dành riêng cho cô. Trên thực tế, anh ta đã viết hàng tá bài thơ tương tự cho bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ta muốn biến thành nạn nhân của mình vài năm sau khi dean nuzio bắt đầu làm nghề phóng viên xã hội anh ta đã kết hôn với con gái của gia đình công tước gallus thời gian ngắn sau đó được sự ủng hộ vững vàng của các quý ba thuộc tầng lớp thượng lưu anh ta bắt đầu xuất bản tiểu thuyết và tuyển tập thơ số lượng về những cuộc chinh phục của anh ta thật đáng kể và chất lượng không chỉ những hầu tước phu nhân ngã dưới chân anh ta mà còn có cả những nghệ sĩ có tên tuổi như nữ diễn viên elinor das người giúp anh ta trở thành một nhà soạn kịch được kính trọng và nhân vật nổi danh trong giới văn chương. Vũ công Isadora Duncan, một người cũng thực sự say mê anh ta, đã giải bày về ma lực của anh ta. Có lẽ người tình xuất sắc nhất của thời đại chúng ta là Gabriel de Annunzio. Mặc dù trông anh ta nhỏ bé, hói và xấu xí nhưng khi anh ta nói chuyện với một người phụ nữ mà anh ta thích, khuôn mặt anh ta rạng rỡ và tươi tắn. Vì thế anh ta bỗng nhiên trở thành nam thần Apollo. Ấn tượng của anh ta đối với phụ nữ thì rất sâu sắc. Người phụ nữ đang nói chuyện với anh ta bỗng nhiên sẽ cảm thấy rằng tâm hồn và thể xác của mình trở nên thanh thoát, bay bổng. Thế chiến thứ nhất nổ ra, De Deandunzio đã gia nhập quân ngũ ở tuổi 52. Mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng anh ta lại nung nấu niềm khao khát cháy bỏng, đầy kịch tính là được thể hiện lòng dũng cảm của mình. Anh ta biết cách lèo lái và chỉ huy những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng hiệu quả cao chiến tranh kết thúc, anh ta trở thành vị anh hùng được tặng thưởng nhiều huân chương nhất ở nước Ý. Những chiến công vang dội đã làm cho anh ta trở thành hình tượng quốc gia được yêu thích và sau chiến tranh, những đám đông dân chúng thường tụ tập bên ngoài bất cứ khách sạn nào mà anh ta ở. Từ trên ban công nhìn xuống, anh ta đàm luận vấn đề chính trị với họ, mắng nhiếc sĩ vả lại chính phủ Ý lâm thời. Một nhân chứng cho một trong những buổi diễn thuyết của anh ta là nhà văn người Mỹ Walter Starkey, ban đầu đã cảm thấy vô cùng thất vọng bởi diện mạo bên ngoài của dean nuncio danh tiếng lẫy lừng anh ta luồn tịt và trông có vẻ kịch cỡm tuy nhiên dần dần tôi bắt đầu bị thu hút bởi giọng nói của anh ta đang thấm sâu vào nhận thức của tôi giọng nói từ tốn cử chỉ đúng mực anh ta lợi dụng cảm xúc của đám đông công chúng y như một nghệ sĩ vĩ cầm tối cao dựa vào cây đàn stradivarius đôi mắt của hàng ngàn người đang dán chặt vào anh ta y như thể họ đang bị anh ta thôi miên vậy thêm vào đó anh ta đã thu hút quần chúng nhân dân bằng chính âm thanh của giọng nói và ý nghĩa thi vị của lời nói tranh cãi rằng nước ý hiện đại nên khôi phục lại sự huy hoàng của đế chế la mã deanujo sẽ hô to khẩu hiệu cho dân chúng nghe và lập lại hoặc sẽ đặt ra những câu hỏi chất đầy bức xúc cho họ trả lời anh ta tân bốc quần chúng nhân dân khiến cho họ thấy rằng họ là một phần của vở kịch nào đó mọi thứ đều mờ ảo và đầy khơi gợi bóng gió Vấn đề của lúc bấy giờ là quyền sở hữu thành phố Phi Âm, ừ, nằm bên kia biên giới thuộc địa phận của nước láng giềng Yugoslavia. Nhiều người dân Ý tin rằng vì nước Ý đã ủng hộ các nước đồng minh trong cuộc chiến gần đây nên nước Ý xứng đáng nhận phần thưởng là được xác nhập thành phố Phi Âm. Ừ. Với danh hiệu anh hùng chiến tranh nên anh ta rất được quân đội sẵn sàng ủng hộ. De Anugio đã chiến thắng được mục đích này cho dù chính phủ có bất cứ hành động phản đối nào. Vào tháng 9 năm 1919, cùng với những binh lính tập hợp quanh mình de Anunzio đã khởi binh tiến vào thành phố phi ầm ừ. khi một vị tướng ý chặn anh ta dọc đường và đe dọa sẽ bắn anh ta de Anunzio đã cởi áo khoác cho thấy những tấm huy chương của mình và nói bằng giọng đầy lôi cuốn nếu anh phải giết tôi thì trước hết hãy bắn vào cái này vị tướng đứng sững sờ sau đó ông bật khóc và rồi ông ta đã gia nhập vào đội quân của de Anunzio khi de Anunzio tiến quân vào đến thành phố phi ầm ừ, anh ta đã được nồng nhiệt chào đón như một anh hùng giải phóng ngày hôm sau anh ta được tuyên bố là người lãnh đạo nhà nước độc lập phi ầm chẳng bao lâu sau anh ta lại đứng từ ban công đọc diễn thuyết và từ trên cao nhìn xuống quảng trường chính hàng nghìn người đang say mê nghe anh ta nói anh ta bắt đầu ngợi ca và tiến hành hàng loạt các nghi thức quay về thời hoàng kim của đế chế la mã người dân thành phi ầm bắt đầu bắt chước anh ta đặc biệt là những kỳ công về tình ái và rồi thành phố trở thành một nhà thổ khổng lồ sự yêu mến mà mọi người dành cho anh ta nhiều đến mức mà chính phủ ý sợ anh ta sẽ đem quân chinh phạt thành rome tình thế vào thời điểm đó đã bắt buộc de Anunzio quyết định thực hiện điều đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số lực lượng quân đội anh ta thật sự đã thành công de Anunzio đã có thể đánh bại Mussolini dễ dàng và thay đổi chặng đường lịch sử của mình anh ta không phải là kẻ theo chủ nghĩa phát xít mà là người theo chủ nghĩa xã hội Hoa Mỹ. Anh ta quyết định ở lại thành Phi ừm, tuy nhiên, anh chỉ cai trị được 16 tháng trước khi chính phủ ý đánh bom đánh đuổi anh ta ra khỏi thành phố. Quyến rũ là một quá trình tâm lý vượt quá giới hạn về giới tính, trừ một vài phạm vi quan trọng nơi mỗi giới tính bộc lộ nhược điểm của mình. Điểm yếu của nam giới thường nằm ở thị giác. Mỹ nhân ngư tạo ra vẻ bề ngoài rực rỡ để có thể quyến rũ được vô số gã đàn ông. Còn đối với phụ nữ, điểm yếu nằm ở chỗ ngôn ngữ và lời nói. Simon, một nữ diễn viên Pháp thời bấy giờ và cũng là một trong những nạn nhân của De Annunzio đã viết rằng ai có thể giải thích được ma lực của anh ta là nhờ sức mạnh ngôn ngữ diệu kỳ và tài hùng biện đặc biệt của anh ta chính là nhờ âm sắc du dương của giọng nói. Vì cũng là đàn bà nên tôi dễ siêu lòng trước lời nói, bị mê muội bởi lời nói và mong muốn được chinh phục bởi lời nói kẻ ăn chơi phóng đảng rất lộn xộn trong việc sử dụng ngôn ngữ cũng như rất bừa bãi trong các mối quan hệ với phụ nữ anh chọn lựa những lời nói có khả năng khơi gợi ám chỉ bóng gió thôi miên gây hưng phấn và gây khoái cảm lời nói của kẻ ăn chơi phóng đảng cũng y như sự trang điểm hình thức bên ngoài của mỹ nhân ngư nó chính là một loại thuốc mê một loại ma lực khơi dậy nhục dục con người kẻ ăn chơi phóng đảng sử dụng ngôn ngữ rất điêu luyện bởi vì lời nói anh ta cố ý thốt ra không phải là để giao tiếp hay truyền đạt thông tin mà là để thuyết phục tần bốc xáo trộn cảm xúc y như con rắn trong tác phẩm khu vườn địa đàn đã dùng những lời nói để dẫn eva chìm vào trong sự mê muội dean nuncio là ví dụ điển hình bộc lộ sự kết hợp giữa kẻ ăn chơi phóng đảng đa tình chuyên quyến rũ phụ nữ và kẻ ăn chơi phóng đảng chính trị gia chuyên chinh phục công chúng cả hai loại người này đều phụ thuộc vào ngôn ngữ hãy mô phỏng theo kẻ ăn chơi phóng đảng và bạn sẽ phát hiện ra rằng việc sử dụng lời nói như là một chất độc tinh vi sẽ có công dụng vô kể hãy nhớ rằng chính hình thức lời nói mới là vấn đề chứ không phải nội dung bạn càng ít chú ý đến nội dung mình nói cái gì bao nhiêu và càng tập trung đến việc lời nói của mình khiến họ cảm thấy thế nào hơn thì hiệu quả quyến rũ của bạn càng cao hãy nêm nếm cho lời nói của mình hương vị cao quý tâm linh mang tính văn chương để gợi lên những khao khát trong lòng những nạn nhân vô thức vậy năng lực gì đã khiến don Doan có thể quyến rũ được người khác đó chính là sự thèm khát năng lượng của những ham muốn nhục dục anh ta khao khát tất cả những tố chất nữ tính trong mỗi người đàn bà sự phản ứng lại với cảm xúc mãnh liệt này đã tô điểm và phát huy chính những ai được người khác khao khát họ cảm thấy thẹn thùng với khuôn mặt đỏ bừng khi được anh ta khen ngợi vì ngọn lửa của anh chàng nồng nhiệt này cùng với vẻ rực rỡ. Hào hoa đầy sức quyến rũ có thể làm tỏa sáng tất cả những ai đứng xung quanh anh ta, kể cả những người đàn bà có mối quan hệ ngắn ngủi thoáng qua với anh ta. Chính vì vậy, Giòn Doan luôn làm tôn thêm vẻ đẹp của mọi cô gái bằng cảm xúc cực kỳ sâu sắc. Đặc điểm nổi bật Thoạt đầu, dường như chúng ta thấy là khi một người đàn ông rõ ràng rất bất lương, tính cách bay bướm và chẳng mang đến hôn nhân lại có thể hấp dẫn một người phụ nữ nhưng khi nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử và trong mọi nền văn hóa thì loại người này đã gây biết bao hậu quả tai hại những gì mà một kẻ ăn chơi phóng đảng đem đến là những gì mà thường một xã hội luôn cấm đoán ở người phụ nữ một cuộc ái ân với niềm khoái lạc thuần túy hay một cuộc hẹn hò chớp nhoáng đầy hiểm nguy nhưng vô cùng hứng khởi một người phụ nữ thường bị ràng buộc bởi vai trò của chính mình họ được cho là lực lượng giáo hóa chân yếu tay mềm trong xã hội và phụ nữ cũng được xem là những người luôn khao khát sự tận tâm và sự thủy chung son sắc suốt cuộc đời. Nhưng thông thường, cuộc hôn nhân và mối quan hệ không đem lại cho họ sự lãng mạn và sự tận tâm như mong muốn, mà chỉ mang lại sự nhàm chán và một người bạn đời bấn loạn quẩn trí. Vì thế trong tâm trí họ luôn tồn tại hình ảnh tưởng tượng về một người đàn ông sẵn sàng dâng hiến mọi thứ và sống hết mình cho họ, dù chỉ là trong giây lát góc khuất và khía cạnh bị đè nén của nỗi khao khát trong lòng người phụ nữ đã được thể hiện qua truyền thuyết về Don doan lúc đầu truyền thuyết này chỉ là hình ảnh tưởng tượng về một người đàn ông một hiệp sĩ liều lĩnh có thể chinh phục bất kỳ người đàn bà nào mà anh ta muốn Tuy nhiên vào thế kỷ 17 và 18 Don doan từ từ tiến hóa từ một kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm đầy Nam tính trở thành một người thuộc về đàn bà hơn đó là một gã đàn ông chỉ sống trọn đời cho đàn bà sự tiến hóa này bắt nguồn từ sở thích của đàn bà trong câu chuyện và là kết quả của những khao khát bị vỡ mộng của họ. Kết hôn đối với họ là một hình thức của sự nô lệ có giao kèo. Nhưng Giòn Doan đã mang đến niềm khoái cảm không chút toan tính và sự khao khát không có điều kiện ràng buộc đi kèm. Vào lúc anh ta đi ngang qua con đường của bạn thì anh ta chỉ nghĩ duy nhất đến bạn mà thôi. Anh ta khao khát được sở hữu bạn mãnh liệt đến nỗi bạn chẳng có thời gian để suy nghĩ hay lo lắng về hậu quả anh ta sẽ ập đến khi màn đêm buông xuống tặng bạn khoảnh khắc khó quên và rồi biến mất có lẽ anh ta đã chinh phục hàng nghìn phụ nữ khác trước bạn nhưng điều đó chỉ khiến anh ta thêm thú vị thà rằng bị bỏ rơi vẫn còn hơn là không được thèm muốn bởi loại người đàn ông như thế những nhân vật quyến rũ nổi tiếng không chỉ đem đến niềm khoái cảm nằm trong khuôn phép của xã hội họ biết cách làm lay động phần vô thức của con người vốn đang đè nén những niềm khao khát cháy bỏng cần được thỏa mãn đừng tưởng tượng rằng phụ nữ chỉ là những con người yếu đuối như một số người vẫn thường nghĩ cũng giống như đàn ông họ cảm thấy bị hấp dẫn mãnh liệt bởi những thứ nguy hiểm và bị cấm đoán thậm chí là tội lỗi xấu xa giòn giòn cuối cùng kết thúc cuộc đời nơi địa ngục và cái từ kẻ ăn chơi phóng đảng bắt nguồn từ chữ rết eo nghĩa là người đàn ông cời thang trong địa ngục rõ ràng thành phần tội lỗi là một phần không thể thiếu của nhân vật này hãy luôn nhớ rằng nếu bạn phải đóng vai là kẻ ăn chơi phóng đảng bạn phải truyền cảm giác liều lĩnh pha chút tối tâm bằng cách cho nạn nhân của bạn biết rằng cô ấy đang tham gia vào một việc hiếm thấy và đầy hồi hộp. Đây là một cơ hội để cô ấy thỏa mãn những ham muốn phóng đảng của mình. Để đóng vai của kẻ ăn chơi phóng đảng, yêu cầu rõ ràng nhất là khả năng thả lỏng chính mình, lôi kéo người đàn bà chìm vào khoảnh khắc của cảm giác nhục dục thuần túy, vào lúc mà quá khứ và tương lai chẳng có ý nghĩa nữa. Bạn phải có khả năng thả lỏng bản thân chìm đắm vào khoảnh khắc đó khi kẻ ăn chơi phóng đảng tên là Va Mon vốn bắt chước theo công tước Gerich lưu trong tác phẩm tiểu thuyết của thế kỷ 18 nhan đề. Mối quan hệ bất chính đầy nguy hiểm đã viết những lá thư mà rõ ràng có toan tính để tác động lên nạn nhân được lựa chọn của anh ta là quý bà đi tu vây. Bà ta có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng khi những lá thư của anh ta thật sự thiêu đốt cõi lòng bà ta bằng cảm xúc nồng nàn thì bà ấy bắt đầu mũi lòng tính cách này còn làm cho bạn dường như không thể kiềm chế bản thân đây vốn là một sự bộc lộ nhược điểm mà người phụ nữ thường thích bằng cách thả lỏng bản thân để chìm đắm vào sự quyến rũ bạn sẽ khiến họ cảm thấy rằng bạn tồn tại trên cõi đời này chỉ là để hiến dâng cho họ một cảm giác thoáng qua nhưng phản ánh lên sự thật trong số hàng trăm phụ nữ bị quyến rũ bởi Pablo Picasso một kẻ ăn chơi phóng đảng lão luyện và khôn khéo qua nhiều năm Hầu hết họ đều có cảm giác rằng họ chính là người duy nhất mà anh ta thật sự yêu thương. Kẻ ăn chơi phóng đảng không bao giờ lo lắng về sự kháng cự của một người phụ nữ đối với anh ta hay bất kỳ chướng ngại vật nào khác trên con đường tình của anh ta, chẳng hạn như người chồng hay sự cản trở về điều kiện vật chất. Sự kháng cự chỉ càng khích lệ anh ta hơn. Khi Picasso đang tán tỉnh tiểu thư Françoise Zillow, trên thực tế thì chính anh ta đã van nài cô ta bộc lộ sự phản kháng lại, anh ta cần sự phản kháng để tăng thêm phần hồi hộp. Trong bất kỳ tình huống nào, một chướng ngại vật trên đường đi của bạn sẽ tạo điều kiện cho bạn thể hiện chính mình và bộc lộ sự sáng tạo qua cách bạn giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tình yêu. Trong một tác phẩm tiểu thuyết của Nhật vào thế kỷ 11 nhan đề truyền thuyết Genji viết bởi công nương Murasaki Shikibu, kẻ ăn chơi phóng đảng chính là hoàng tử N.I.O.U. không cảm thấy lo lắng trước sự biến mất đột ngột của cô Uki-fun, người đàn bà mà anh ta rất mực yêu thương mặc dù cô ta cảm thấy rất thích thú với chàng hoàng tử này nhưng cô ta lại yêu một người đàn ông khác vì vậy cô ta đã bỏ trốn sự biến mất của cô ta đã cho phép hoàng tử có đủ thời gian để nghĩ ra cách chinh phục được cô ta sự xuất hiện đột ngột của chàng hoàng tử đã dẫn lối cô gái đến một ngôi nhà nằm sâu trong rừng và thái độ cử chỉ ân cần chiều chuộng của anh ta đã chinh phục cô ta hãy nhớ rằng nếu bạn không vấp phải sự kháng cự hay chướng ngại vật nào thì bạn phải tự mình tạo ra nó không có chướng ngại vật thì chẳng có sự quyến rũ nào thành công. Kẻ ăn chơi phóng đảng là một người cực kỳ đa nhân cách, vô liêm sỉ, lố bịch và dí dỏm một cách chua chát và đặc biệt anh ta chẳng thèm quan tâm đến ai nghĩ gì. Nghịch lý thay, đặc điểm này chỉ càng làm cho anh ta thêm phần quyến rũ. Trong bầu không khí kiểu vương triều của kinh đô điện ảnh Hollywood, khi hầu hết các diễn viên nam trông giống như những chú cừu non an phận, thì kẻ ăn chơi phóng đảng là Aaron Flynn lại nổi bật hẳn lên bởi tính sắc sược của mình. Anh ta thách thức cả những nhà sản xuất phim, nhúng tay trong những trò vô cùng tinh quái. Chìm đắm trong tiếng tâm của mình như là một kẻ quyến rũ tài ba của Hollywood. Tất cả những điều này càng khiến công chúng yêu mến anh ta hơn. Kẻ ăn chơi phóng đảng cần một nền tảng của quy ước truyền thống, chẳng hạn như một vương triều vô dụng, một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, một nền văn hóa bảo thủ. Để tỏa sáng, để mọi người có thể hít thở luồng không khí mới mẻ mà anh ta thổi đến, Đừng bao giờ lo lắng e sợ rằng mình đi quá trớn bởi bản chất của kẻ ăn chơi phóng đảng là đi xa hơn bất kỳ người nào khác. Khi bá tước Rochester một nhà thơ đồng thời cũng là một kẻ ăn chơi phóng đảng khét tiếng nhất của nước Anh vào thế kỷ 17 đã bắt cóc tiểu thư Elizabeth Mallet, một trong những cô gái được săn lùng nhất trong vương triều và rồi anh ta cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng lạ thay, một vài năm sau, tiểu thư trẻ Elizabeth mặc dù được biết bao chàng trai độc thân môn đăng hổ đối tán tỉnh nhưng cô lại chọn rochester làm chồng để chứng tỏ niềm khao khát táo bạo của mình anh ta đã tôn vinh bản thân mình nổi bật hẳn giữa đám đông liên quan đến tính cách cực đoan của kẻ ăn chơi phóng đảng chính là cảm giác nguy hiểm và sự cấm đoán thậm chí cả dấu hiệu thô bạo của anh ta đây cũng chính là nét hấp dẫn trong con người của một nhà thơ khác và cũng là một trong những kẻ ăn chơi phóng đảng nổi tiếng nhất trong lịch sử đó là lord byron Byron không thích bất kỳ hình thức quy ước truyền thống nào và sẵn lòng phóng đại, loan truyền những cuộc tình của anh ta trước công chúng. Khi anh ta có quan hệ tình ái với cô em cùng cha khác mẹ của mình, anh ta chắc chắn rằng cả nước Anh đều biết chuyện đó. Khi gần bên vợ mình, anh ta có thể trở nên hung bạo và tàn nhẫn một cách khác thường, nhưng tất cả những điều này chỉ khiến cho anh ta càng được khao khát hơn cảm giác nguy hiểm và sự cấm đoán lôi cuốn khí cạnh bị đè nén trong lòng người đàn bà vốn được coi là lực lượng mẫu mực và đức hạnh trong xã hội. Cũng như một người đàn ông có thể trở thành nạn nhân của Mỹ Nhân Ngư, do bởi khát vọng được giải phóng khỏi cảm giác về trách nhiệm mà họ đảm trách thì đối với người phụ nữ. Họ cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của kẻ ăn chơi phóng đảng bởi họ cũng có khao khát được giải thoát khỏi sự ràng buộc, giam hãm của đức hạnh và lễ nghi phép tắc. Quả thật, người đàn bà đoan chính đức hạnh nhất lại chính là người yêu nhân vật kẻ ăn chơi phóng đảng say đắm nhất trong số những phẩm chất quyến rũ nhất của kẻ ăn chơi phóng đảng chính là khả năng anh ta có thể khiến phụ nữ muốn chinh phục và làm biến đổi anh ta biết bao người đàn bà nghĩ rằng họ chính là người duy nhất có thể chế ngự lord byron biết bao nhiêu người đàn bà của picasso nghĩ rằng họ chính là người cuối cùng mà anh ta có thể sống trọn phần đời còn lại của mình với họ bạn phải tận dụng khả năng này một cách tối đa nhất khi bị bắt quả tan trong cuộc tình phóng đảng hãy lập tức bộc lộ ngay khuyết điểm của mình chứng tỏ rằng bạn khao khát muốn thay đổi bản thân và thể hiện rằng bạn không có khả năng để làm điều đó với quá nhiều phụ nữ say mê như điếu đổ bạn có thể làm gì lúc ấy bạn sẽ đội lốt thành một nạn nhân bạn cần giúp đỡ những người phụ nữ sẽ chột ngay cơ hội này họ đặc biệt nuông chiều kẻ ăn chơi phóng đảng vì anh ta là một chàng trai bảnh bao và dễ mến Việc họ mong muốn thay đổi anh ta thật ra là để ngụy trang cho bản chất thật sự của niềm khao khát của họ, cho cảm xúc nồng nàn tiềm ẩn mà anh ta truyền sang họ. Khi Tổng thống Bill Clinton bị bắt quả tang như là một kẻ ăn chơi phóng đảng thì chính phụ nữ đã lao đến và tìm mọi cách để bào chữa cho ông ta. Sự thật rằng chính kẻ ăn chơi phóng đảng quá đổi nhiệt tình và tận tâm với phụ nữ theo cách riêng của mình khiến anh ta trở nên đáng yêu và lôi cuốn đối với họ. Cuối cùng, tài sản quý giá nhất của kẻ ăn chơi phóng đảng chính là danh tiếng của anh ta đừng bao giờ hạ thấp tiếng xấu của mình hay tỏ ra ân hận về nó thay vào đó hãy ôm ấp nó và tôn vinh nó nó chính là thứ lôi cuốn phụ nữ đến với bạn bạn cần phải nổi tiếng về vài thứ sự quyến rũ không thể cưỡng lại của bạn đối với phụ nữ sự hiến dâng không thể kiểm soát của bạn đối với niềm vui thú điều này sẽ khiến cho bạn trở nên yếu đuối nhưng cũng gây hào hứng giữa bao người mến mộ sự coi khinh của bạn đối với tục lệ, tính nét ngang tàn khiến bạn có vẻ nguy hiểm. Bạn có thể nhẹ nhàng giấu kín yếu tố cuối cùng này, ngoài mặt, hãy tỏ ra lịch sự và nhã nhặn, trong khi đó vẫn để tất cả mọi người đều biết rằng đằng sau những cảnh đó, bạn là một kẻ bất trị. Công tước Jericho Liu đã công khai rộng rãi những cuộc chinh phục của mình. Chuyện này đã kích thích nỗi khao khát đầy tính cạnh tranh của những người đàn bà khác được gia nhập vào câu lạc bộ những người bị quyến rũ cũng chính bởi tiếng tâm lan rộng mà Lord Byron đã dễ dàng quyến rũ những nạn nhân tự nguyện của mình. Một người phụ nữ có thể dấy lên cảm giác mâu thuẫn về tai tiếng của Tổng thống Bill Clinton nhưng tiềm ẩn dưới sự mâu thuẫn đó là sự hứng thú vô tận. Đừng từ bỏ tiếng tâm của mình như là một chuyện tầm phào vặt vảnh hay chuyện tán gỗ ngẫu nhiên. Nó chính là hình ảnh minh họa cho cuộc sống của bạn. Và bạn phải tạo tác ra nó, mài dũa và thể hiện nó bằng bàn tay chăm sóc của một nghệ nhân biểu tượng lửa kẻ ăn chơi phóng đảng cháy bỏng với niềm khao khát có thể thiêu đốt người đàn bà mà anh ta đang quyến rũ lửa là biểu tượng của sự mãnh liệt không thể kiểm soát và nguy hiểm kẻ ăn chơi phóng đảng cuối cùng có thể phải trả giá bằng cái chết nhưng rõ ràng càng có nhiều người tình vây quanh thì anh ta càng được phụ nữ khao khát hơn điểm yếu giống như mỹ nhân ngư kẻ ăn chơi phóng đảng phải đối mặt với mối hiểm họa lớn nhất từ những kẻ đồng giới với anh ta những kẻ ít được đàn bà chiều chuộng trong cuộc theo đuổi đàn bà của mình vào thời xưa kẻ ăn chơi phóng đảng thuộc tầng lớp quý tộc và cho dù anh ta xúc phạm bao nhiêu người đi nữa thậm chí là giết chết họ nhưng cuối cùng anh ta cũng chẳng bao giờ bị trừng phạt ngày nay chỉ có các ngôi sao nổi tiếng và những người rất giàu có mới có thể đóng vai của kẻ ăn chơi phóng đảng mà không bị trừng phạt còn lại chúng ta cần phải rất thận trọng elvis presley vốn là một người đàn ông e dè và hay mắc cỡ là một ngôi sao ở tuổi còn rất trẻ. Khi anh ta nhận thấy được khả năng tác động của mình lên phụ nữ, anh ta trở nên ăn chơi phóng đảng. Trở thành một kẻ ăn chơi phóng đảng hầu như thâu đêm suốt sáng. Cũng giống như bao kẻ ăn chơi phóng đảng khác, Elvis luôn chiếm được cảm tình của biết bao phụ nữ. Vì thế nhiều lần anh ta cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng bởi những ông chồng giận dữ hay những người bạn trai điên tiết. Và anh ta luôn thoát nạn với với vài vết chém hoặc vết đánh bầm tím điều này cho thấy rằng bạn nên bước từng bước kín đáo và thận trọng quanh những ông chồng và bạn trai của các quý bà đặc biệt khi bạn mới chân ướt chân ráo bước vào sự nghiệp quyến rũ đàn bà của mình nhưng điểm quyến rũ của kẻ ăn chơi phóng đảng chính là ở chỗ những mối nguy hiểm như thế chẳng làm nản lòng anh ta bạn không thể trở thành chàng kẻ ăn chơi phóng đảng nếu bạn lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi và thận trọng thỉnh thoảng sự thô bạo lại là một phần trong trò chơi tình ái này tóm lại trong bất kỳ tình huống nào, khi Elvis đạt được đỉnh cao danh vọng như thế thì chẳng ông chồng nào dám đụng vào anh ta. Mối hiểm họa lớn hơn đối với kẻ ăn chơi phóng đảng không chỉ xuất phát từ những ông chồng bị xúc phạm nặng nề, mà còn từ những người đàn ông không an toàn do họ cảm thấy bị đe dọa bởi hình bóng của doan doan. Mặc dù họ không thừa nhận điều đó, nhưng họ ghen tị với cuộc sống tràn ngập niềm vui của kẻ ăn chơi phóng đảng và giống như bao kẻ hay ghen ghét ganh tị họ ngầm tấn công và thường ngụy trang cho những hành động đạo đức giả của mình kẻ ăn chơi phóng đảng sẽ cảm thấy sự nghiệp của mình lâm nguy bởi những người đàn ông như thế hoặc đôi lúc bởi những người đàn bà bị tổn thương vì kẻ ăn chơi phóng đảng không thích họ kẻ ăn chơi phóng đảng ít có khả năng tránh được mối nguy hiểm này bởi nếu như mọi người đều có thể quyến rũ thành công thì xã hội này sẽ không còn tồn tại vì vậy hãy chấp nhận sự ghen tị như là biểu hiện của sự tôn kính đừng khờ dại nữa hãy tỉnh táo lên khi bị tấn công bởi một kẻ tàn bạo đạo đức giả. Đừng để bị lôi kéo vào chiến dịch của anh ta bởi nó được thúc đẩy bởi lòng đố kỵ và sự ngớ ngẩn. Bạn cũng có thể làm giảm bớt sự đố kỵ bằng cách trở thành một người ít giống như kẻ ăn chơi phóng đảng hơn. Vang xin tha thứ, yêu cầu được sửa đổi, nhưng những hành động này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của bạn, khiến bạn dường như chẳng giống như một kẻ ăn chơi phóng đảng đáng yêu. Cuối cùng, tốt hơn là bạn hãy chịu đựng sự tấn công bằng thái độ chững chạc và tiếp tục quyến rũ. Sự quyến rũ chính là nguồn sức mạnh của bạn và bạn luôn có thể hy vọng chiếm hữu được sự nuông chiều vô tận của đàn bà. Và đến đây cũng đã hết chương 2, kiểu người ăn chơi phóng đảng. Thư viện Ánh Trăng chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào chương sau.